Ung um thư máu hay còn gọi là bệnh bạch cầu là một loại ung um thư ảnh hưởng đến các tế bào máu và tủy xương. Việc phát hiện sớm triệu chứng của bệnh có thể giúp cải thiện kết quả điều trị. Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết ung um thư máu mà bạn có thể quan sát tại nhà. 1. Mệt mỏi kéo dài. Cảm giác mệt mỏi hoặc kiệt sức kéo dài mà không có lý do rõ ràng có thể là một triệu chứng của ung um thư máu. Bệnh bạch cầu làm giảm khả năng sản xuất hồng cầu, dẫn đến thiếu máu, gây ra mệt mỏi kéo dài. Nếu bạn thấy cơ thể không có năng lượng, không phục hồi sau khi nghỉ ngơi, hãy chú ý đến dấu hiệu này. 2. Dễ bị nhiễm trùng và sốt thường xuyên. Những người bị ung thư máu thường có hệ miễn dịch suy yếu, dẫn đến dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Nếu bạn thường xuyên bị cảm cúm, viêm họng hoặc bị sốt kéo dài mà không có nguyên nhân cụ thể, đây có thể là dấu hiệu cần theo dõi. 3. Xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Khi máu bị ảnh hưởng bởi bệnh bạch cầu, số lượng tiêu cầu trong máu sẽ giảm, khiến cơ thể dễ bị bầm tím hoặc chảy máu mà không do va chạm. Nếu bạn thấy xuất hiện các vết bầm tím trên cơ thể một cách bất thường hoặc chảy máu lợi, mũi mà không có chấn thương, đây là dấu hiệu cảnh báo cần được xem xét. 4. Sụt cân không rõ nguyên nhân sụt cân nhanh chóng và không giải thích được là một trong những triệu chứng phổ biến của nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư máu. Nếu bạn không thay đổi chế độ ăn uống hay thói quen vận động mà vẫn giảm cân nhanh chóng, hãy thận trọng và đi khám để được kiểm tra kỹ lưỡng. 5. Đau xương khớp hoặc sưng hạch bạch huyết Ung thư máu có thể gây ra tình trạng đau nhức xương khớp hoặc sưng to hạch bạch huyết thường gặp ở cổ, nách, bèn, nếu bạn cảm thấy đau xương, không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện thấy các hạch bạch huyết, sưng to nhưng không đau, hãy đến bác sĩ để được kiểm tra. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.